Tiếp theo về phần anhydride và axit carboxylic hay sai nhất. Ở cái phần này nó là tổng hợp những cái câu axit và carboxylic nó ở bên trong những cái đề tham khảo từ năm 2017 đến năm 2021 nhá. Nên là để cho buổi học được diễn ra thật là tốt đẹp thì rất là mong muốn tất cả các bạn đã đang theo dõi buổi học này thì cùng chia sẻ lại buổi học và cùng comment đáp án cùng với thầy được không ạ? Ok ạ. Nào mình bắt đầu nhá, câu số 1 ạ. Đề tham khảo năm 2017 lần 3. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol methylics và axit propionic. Cái này là mấy bạn lớp 11 là sợ lắm đấy ạ. Cực kỳ sợ đúng không ạ? Đây này, ancol methylic là mình phải học thuộc đấy. CH3OH đúng không? Metin này. Và axit propionic là C2H5COOH để tạo thành C2H5COOCH3 cộng 2O. Chú ý là phản ứng este hóa là phản ứng hai chiều nhá. Chú ý phản ứng este hóa là phản ứng hai chiều. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là gì ạ? Metin propionate onat. Đúng không ạ? Metin propionate, đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. Ok không ạ? Câu số 2 ạ. Câu số 2 cả nhà comment đáp án xem là câu số 2 là đáp án gì ạ? Đây là câu ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đấy. Cái câu này cũng rất dễ có ở bên trong các cái đề của tất cả các cháu nhá. Tên gọi của hợp chất CH3COH là gì? Dễ ạ. Đúng không ạ? Cái này đi mà còn không làm được thì thôi chứ. Cái này không làm nữa thì thôi, về nhà lấy chồng, lấy vợ đi. Tên gọi của hợp chất CH3COH nó là gì ạ? Axit acetic. Câu số 3 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 ạ. Câu này nhìn thấy dài dài xong rồi nhiều bạn sợ đúng không? Nhiều bạn sợ thế thôi bỏ, bỏ là thôi toang rồi còn gì nữa. Bỏ đi làm gì còn cái gì nữa. Câu này nhìn dài thôi nhưng mà cực kỳ dễ luôn. Mình cùng xem nhá. Cho 1 ml AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch lắc nhẹ sau đó nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan thì hết. Thì đây đó là cái dung dịch phức đồng phức AgNO3 trong NH3 đấy ạ. Cái đoạn từ cái chỗ cho 1 ml đến đây là để tạo thành dung dịch AgNO3 trong NH3. Cái dung dịch mà chúng ta vẫn học đấy ạ. Nhỏ tiếp 3 đến 5 dung dịch X đun nóng nhẹ thì đến thành ống nghiệm xuất hiện trắng bạc. Ôi giời, câu này rất đơn giản. Toàn bộ cái phần này nó chỉ tương đương với việc đó là X tráng được bạc nhá. Nó chỉ tương đương với việc đó là x tráng được bạc. Vậy chúng ta chỉ cần đi tìm xem trong tất cả những anh nào là anh x tráng được bạc thì là xong. Rất là dễ đúng không ạ? Axit acetic CH3COOH. Ancolytic C2H5OH. Thằng này không tráng bạc, thằng này cũng không tráng bạc. Anhydromic HCHO. Anh này tráng bạc đúng không? Anh này tráng bạc đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta đó là đáp án C. Anhydride formic. Ok nhá. Rất dễ. Đây này, câu số 4 này mới khó này. Câu số 4 này. Nào, câu số 4 này mới khó. Công thức của axit stearic là. Công thức của axit stearic là. Úi dồi ôi, câu số 4 này mới toang này. Nhiều đứa toang câu số 4 này. Axit stearic là gì? Axit stearic là gì? C17H35COH đúng không? Đúng rồi, còn gì nữa? Đáp án đúng đáp án C. Còn cái anh D này là axit formic. Anh B này là axit acetic. Anh A này là axit propionic. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án C nhá. Cái anh này chúng ta phải nhớ đấy, tại vì là lên lớp 12 chúng ta sẽ học rất nhiều cái anh này. Anh này nó chúng ta sẽ gặp rất nhiều trong phần chất béo nhá. Nên là tiện thể là 11 thì bây giờ nhớ luôn. Câu số 5 ạ. Câu số 5 ạ. Rót 1 đến 2 ml dung dịch chất X đậm đặc. Anh em cùng comment mạnh mẽ lên xem nào. Hãy chia sẻ lại buổi học này vì đây là buổi học free ạ. Và comment mạnh mẽ đáp án xuống đây ạ. Chúng ta đang ở câu số 5 nhá. Chúng ta sắp đến câu số 10 rồi. Nào, câu số 5 ạ. Rót 1 đến 2 ml dung dịch chất X đậm đặc vào ống nghiệm. Đựng 1 đến 2 ml dung dịch AgNH3, NaHCO3. Đưa que diêm đang cháy vào ống nghiệm thì que diêm tắt. Que diêm đang cháy thì que diêm tắt. Đấy, thế bây giờ mình có này. X vào ống nghiệm mà đựng NaHCO3 và X phải phản ứng với NaHCO3. Đúng chưa? Chất X phải phản ứng với NaHCO3 và sinh ra CO2 thì que diêm mới tắt được. Anconitilic thì không bao giờ phản ứng được với NaHCO3 nhá. Anhid acetic cũng không bao giờ phản ứng với NaHCO3. Acid acetic CH3COOH, đây là acid phản ứng được với NaHCO3 sinh ra được CO2 và nước. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Acid acetic nhá. Acid acetic rất là dễ dàng, ngon lành cành đào luôn ạ. Đấy ạ, cả nhà thấy ạ, rất rất dễ. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Đề tham khảo năm 2017 lần 3, phần này về phần axit anhydride và axit carboxylic hay sai nhất dành cho các cháu lớp 11 và lớp 12 cùng học. Được không ạ? Anh em cùng comment đáp án xem đáp án gì nhá.
axit acrylic tác dụng. Axit acrylic là C2H3COOH. Tác dụng với ancol đơn chức là R,OH thì thu được STI C2H3COOR cộng nước. Được không ạ? Trong đó oxy chiếm 32% về khối lượng. Oxy mà chiếm 32% về khối lượng. Đâu rồi? Máy tính rồi, máy tính rồi. Cháu đợi cho mình tí. Cho mình kiếm xem cái máy tính xịn sò. Chẳng thấy máy tính xịn sò đâu, giờ thấy máy tính lởm lởm. Thôi dùng tạm máy tính lởm lởm. Thế thì bây giờ mình nhìn nhá, oxy ở bên trong y này, oxy bên trong y mình có mấy thằng oxy, mình có hai thằng oxy đúng không? Có hai thằng oxy trong y vậy nó sẽ là 32. 32% là chia cho 0,32 bằng 100. Vậy phân tử khối này bằng 100. Được chưa? Phân tử khối này bằng 100, vậy thì ngay lập tức mình sẽ có phân tử khối này R phải sẽ bằng là trừ đi này, 24 trừ 3 là trừ đi 27, trừ đi CO là trừ 44. R phải bằng 29. R phải mà bằng 29 ấy thì mình nhìn nhá. Đây ạ, cụm này phải bằng 29, anh này bằng 15. Vứt. Đúng không? Anh này bằng 29 này. Anh này bằng 27, vứt này. Anh này bằng 29 này, chúng ta nhìn nó phải là CH3 đúng không? Công thức của Y mà. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D nhá. Cả nhà chú ý nhé, đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Mặc dù là kiến thức lớp 11 nhưng mà có rất nhiều câu trong đề thi minh họa cũng như là đề thi tham khảo của các năm. Nên các cháu phải cực kỳ chú ý những cái phần này. Nó rất quan trọng luôn và rất nhiều bạn bị sai những câu như này nhá. Cả nhà cần chú ý. Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancolnitrilic với lượng dư axit acetic C2H5OH CH3COOH thu được CH3COO CH5 cộng nước đúng không? Thì số mol ancolnitrilic ở đây là bằng 0,1. Đây số mol ban đầu. Phản ứng sau. Sau phản ứng thì số mol este thu được là 4,4 chia 88 0,05. Vậy suy ra số mol ancol phản ứng là 0,05. Vậy ngay tức mình tìm được hiệu suất ạ. Hiệu suất của chúng ta bằng 0,05 mà chia cho 0,1 nhá. 0,05 mà chia cho 0,1. 0,05 chia 0,1 bằng nhân 100%. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Được chưa? 50% nhá. 50% vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 50%. Ok men ạ. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Đun 3 gam CH3COH. Đun 3 gam CH3COH. CH3COH. Số mol của CH3COH bằng 3 chia cho 60 thì bằng 0,05. Với C2H5 OH mà dư. Vậy thì phản ứng này nó xảy ra thì nó sẽ tạo thành là CH3COO C2H5 cộng với nước. Chúng ta lưu ý rằng là phản ứng này phản ứng este hóa thì nó phải là xảy ra theo hai chiều nhá. Được chưa? Vậy thì ở đây ngay lập tức mình sẽ có ban đầu số mol CH3COH là bằng 0,05 gam. Thì mình sẽ tìm được số mol của CH3CO C2H5 sẽ bằng là 2,2 ạ, chia cho phân tử khối này. 2,2 chia phân tử khối. Phân tử khối của CH3CO C2H5 thì bằng 88. Vậy thì số mol của nó bằng 0,025 mol. 0,025 mol. Đây là ban đầu ạ. Phản ứng ạ. Sau ạ. 0,025 mol. Vậy ngay tức mình tìm được số mol của CH3COH phản ứng là bằng 0,025. Vậy tới đây mình tìm được hiệu suất chia cho 0,05 nhân 100 bằng 50% ạ. 50%. Vậy hiệu suất phản ứng của chúng ta là bằng 50% và chúng ta lưu ý rằng là cái phản ứng este hóa ở trong cái bài axit này cũng rất hay thi nhá, mà nó lại ở phần kiến thức lớp 11 nhá, ở trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia ở trong cái tất cả mọi năm. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Công thức phân tử của axit oleic là phần này nhiều bạn chết toi, dễ mình đạch thẳng cặp luôn. Công thức phân tử của axit oleic là, cả nhà cùng xem ạ. Đâu ạ? Đâu là công thức phân tử của axit oleic ạ? Anh này là axit propionic đúng không? Anh này là axit formic đúng không? Anh này là axit acetic đúng không? Vậy anh axit oleic là gì? Ok men. Rất dễ ạ. Câu số 10 ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ? Câu này rất là dễ thôi. À, 2 ml nhá. 2 ml chất lỏng X vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt. Sau đó thêm từ từ H4 đặc lắc đều. Đun nóng hỗn hợp thì sinh ra hydrocarbon làm nhạt màu carbon. Thế thì đun nóng một cái chất X mà trong H4 đặc sinh ra hydrocarbon.
thì aldehyde acetic thì đun nóng cho H4 đặc không thể sinh ra hydrocarbon được. Đấy chưa? Acid acetic cũng vậy. Mình chỉ còn ancol metilic và ancol ethylic thôi. Rất tiếc ancol metilic đun trong H4 đặc thì nó không thể sinh ra thằng anken để làm nhạt màu gì KML4 nhá. Vậy chúng ta chỉ có thể là một anh thôi. Đó là anh ancol ethylic, bởi vì anh ancol ethylic này này. Anh ancol ethylic này này, khi đun nóng nhá, mình có C2H5OH đun nóng trong H2SO4 đặc ấy thì nó tạo thành C2H4 bay lên cộng H2O, và chính cái anh C2H4 này này nó sẽ làm cho nhạt màu dung dịch KMnO4 nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu số 11 rồi. 11 thì nhiều đứa chết này. Tên gọi của chất CH3 chế độ, cả nhà cùng comment đáp án xem đáp án gì ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là buổi học free ạ. Câu số 11 ạ. Tên gọi của chất CH3SO. Tên gọi của hợp chất CH3SO là anhydride gì ạ? Anhydride acetic. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 12. Câu 12. Chất nào sau đây thuộc loại ancol no đơn chức bạch hở? Chất nào sau đây thuộc loại ancol no đơn chức bạch hở? Đấy nhá, 11 chú ý nhá. Phần này rất quan trọng nhìn này. Có trong đề thi trung học thông quốc gia 2018 này, mấy đứa cứ kêu là học lớp 11 mà không có trong đề thi trung học thông quốc gia. Đấy. Chết ngay nhá. Câu tiếp theo ạ, câu số 12, chất nào sau đây thuộc loại ancol no đơn chức bạch hở? Chất nào sau đây thuộc loại ancol no đơn chức bạch hở? Ui dễ nhỉ. Ancol no phải có nhóm OH, đây là nhóm CSO, không phải ancol nhá. Vứt. Được chưa? À, đơn chức là chỉ có một chức thôi, đây hai chức, vứt. Được chưa? No cơ mà. Đây là không no, vứt. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Câu số 13. Phenol thì không phản ứng với chất nào sau đây ạ? Phenol nhá. Phenol thì khi đọc cái phenol mình phải nhớ cái điều này. Phenol của chúng ta nó có tính axit yếu. Được chưa? Nó có tính axit yếu nên nó sẽ phản ứng với thằng natri bởi vì nó có nhóm OH. Acid mà thì phản ứng với kim loại đứng trước hydro. NaOH bởi vì nó là acid. Brom thì là nó thực hiện phản ứng với phenol tạo thành kết tủa màu trắng. Đó ở ngay điều kiện thường đấy ạ. Vì vậy nên không phản ứng là NaHCO3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ui tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án C. Yêu, cái câu này thầy cứ nghĩ là nhiều bạn không làm được cơ. Thế nhưng mà cũng hơi bất ngờ là hiện tại bây giờ nhìn ở trong cái comment đáp án thì có rất nhiều bạn chọn đáp án C. Chứng tỏ học sinh của thầy không phải là chuyện tồi đúng không? Toàn là theo không cả. Câu số 14 ạ. Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Vừa ở bên trên thì hỏi là không phản ứng, ở bên dưới thì hỏi là phản ứng được. Mình xem nhá, phản ứng được với những anh nào. Thế thì phenol thì không phản ứng với NaCl đúng không? Thằng này là trung tính. À, nó cũng sẽ không phản ứng với HCl bởi vì nó đều là axit. NaHCO3 thì vừa không phản ứng ở bên trên rồi. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là KOH nhá. Phản ứng được với KOH bởi vì phenol có tính axit mà nên nó sẽ tác dụng với lại KOH. Được không ạ? Câu số 15. Trong số các phát biểu sau về phenol thì các phát biểu đúng là phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl là sai nhá. Phenol tan ít trong nước lạnh và tan nhiều trong nước nóng nhưng không liên quan gì đến dung dịch HCl cả. Sai. Phenol cũng không tan trong dung dịch HCl luôn. Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỷ tím, cái này đúng, và các bạn khi đang theo dõi buổi học này phải lưu ý cực kỳ các anh phenol vào bởi vì anh phenol rất dễ có trong tất cả các đề thi trung học thông quốc gia nhá. 3. Phenol dùng để sản xuất keo dán và chất diệt nấm mốc. Phenol dùng để sản xuất keo dán và chất diệt nấm mốc, chính xác. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen, chính xác, bởi vì cái nhóm OH của phenol ấy nó là nhóm thế no, và bởi vì nó là nhóm thế no nên nó tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen là điều chắc chắn. Vậy ở đây mình có các phát biểu đúng là 2, 3 và 4 nhá. 2, 3 và 4. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok men anh em. Đáp án C ạ. Câu số 16 ạ. Câu số 16 ạ. Câu số 20, câu số 16. Đề năm 207 khối A. Câu số 16 đề 207 khối A. Đấy cái này toang lắm. Nhiều đứa không làm ở đâu ạ. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3. Muốn tác dụng với lại AgNO3 trong NH3 ấy, thì nó phải thỏa mãn cái điều này này. Hoặc là A1-in. Đúng không? A1-in thì tác dụng đúng không? Hoặc là có nhóm chó. Đúng chưa? Mình nhìn nha. Anhydride acetic CH3CHO có chó rồi, có phản ứng. Bút 1-in đúng là bọn A1-in chưa? Có phản ứng. Nhưng ethylene là tịt này. Ethylene không phản ứng này. Tịt. Được chưa?
Thế thì cái IB này là ngay tức là vứt ngay thằng butin 2 rồi, but 2 in là không được, but 2 in đây làm sao phản ứng được, đúng không? Toang luôn nhá. IG thì nhìn ethylene là cũng vậy luôn rồi. Vậy ở đây mình chỉ còn cái đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C thôi. Acid formic này, HCOOH, nó có đầu HCO thì auto phản ứng được với AgNO3 trong đó 3 nhá. Vinin acetylen là cháu này là cũng phản ứng nhá, được không? Bởi vì đây nó có liên kết ba đầu mạch, đây có hydro linh động đây. Propin là cháu này cũng có liên kết ba đầu mạch, đây hydro linh động đây, vậy có phản ứng đây. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 16 đáp án C. Ok anh em hiểu chưa? Rất dễ nhá. Câu số 17 ạ. Câu số 17 ạ. Dãy gồm các chất đều có thể điều chế trực tiếp bằng một phản ứng tạo ra anhít acetic. Dãy gồm các chất đều có thể điều chế trực tiếp bằng một phản ứng tạo ra anhít acetic. Một phản ứng thôi nhá, không phải hai đâu. Toàn chết ngay. Bây giờ mình làm phương pháp loại trừ thế này. CH3COH thì không thể điều chế trực tiếp ngược lại thành anhít acetic được, mà chỉ có anhít acetic điều chế ra được CH3COH thôi. Toàn. Được chưa? Tiếp tục, anh CH3COCH5 bằng một phản ứng thì chỉ có thể điều chế ra CH3COH và CH5OH chứ không thể ra được anhít acetic ngay trong một phản ứng. Tương tự I3A cũng loại ngay CH3COH. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bởi vì thế này ạ, anh CH5OH nhá thì cho tác dụng với lại CuO thì ra được CH3COH. Sorry ạ, cho tác dụng với lại oxy nhá, xúc tác. CH4 nhá, CH4 thì cũng cho tác dụng với oxy xúc tác, CH2 cho tác dụng với lại oxy xúc tác nữa. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Được không ạ? Câu số 18. Câu số 18 ạ. Hydro hóa một hợp chất hữu cơ. Hydro hóa một hợp chất hữu cơ. Hydro hóa một hợp chất hữu cơ X thì thu được chất này, vậy chất X có tên thay thế là. Hydro hóa là cộng hydro đúng không cả nhà? 18 ấy ạ. Hydro hóa có phải là cộng hydro không? 18 hydro hóa là cộng hydro. Vậy xem nhá. Metin isopropin ceton rồi nào. Đáp án A. Đáp án A xem nhá. Metin isopropin ceton. Đây. Isopropin, đây. Cộng hydro thì tạo thành C OH C mà cháu này là C này, C này, C này, C này, OH này, C này. Được đúng không ạ? Được. 2 metin butan hạ 3 on. Nhưng mà đây thì bà hỏi là tên thay thế, thằng này là tên gốc chức. 2 metin xem nào. Đây là đánh số, nếu đánh số là 1 2 3 4 thì nó phải là 3 metin 2 metin không được. 3 metin butan 2 on. Cái này mới đúng, đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D. Nhá. 3 metin butan 2 on. D. 19 ạ. Phản ứng này chứng tỏ C6H5CHO. Mình xem nhá, mình xem này. Xem về thay đổi số suy hóa này mới làm được. Rất nhiều cháu chết ở câu này, cả nhà chú ý. Đây. Khung này số xóa nó bằng 0. Được không ạ? Hydro là dương 1, oxy là trừ 2. Được chưa ạ? Thế thì ở đây carbon này sẽ là carbon dương 1. Đúng không? Số suy hóa. Đóng khung này vào. Coi cả cụm này là 0. Kali dương 1, oxy trừ 2, oxy trừ 2. Vậy trừ 2, trừ 2, trừ 4. Đây là carbon là dương 3. Mình thấy số xóa của carbon là từ dương 1 lên dương 3. Khử tăng, vậy số xóa tăng, số oxy hóa nó mà tăng thì chứng tỏ rằng là thằng anh C6H5CO thì tính khử, được không ạ? Vậy ở đây một anh là thể tính khử nhá, chưa xong ạ, còn anh này nữa đấy, tí quên anh này là chết đúng không? Dương 1 trừ 2, dương 1, dương 3 trừ 2, đây âm 1. Carbon dương 1 với carbon âm 1 khử tăng o giảm, vậy cũng thể hiện cả tính oxy hóa nữa. Vậy suy ra C6H5CHO này vừa thể hiện tính khử và vừa thể hiện tính oxy hóa nhá. Vừa thể hiện tính oxy hóa và vừa thể hiện tính khử. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C ạ.
vừa thể hiện tính oxy hóa và vừa thể hiện tính khử. Được không ạ? Rất là dễ đúng không ạ? Ok.